Chào chị Rosie ạ. Em xin giới thiệu, em là Hoàng. Em thì em rất là thích kênh của chị vì em ngày lần đầu ngày trước em nghe giọng của chị thì em nghĩ là chắc là cũng phải là một người là khá là đứng tuổi rồi, là cũng cũng có cái sự gọi là từng trải. Em cảm thấy cái giọng của chị nó có cái sự gọi là chậm rãi rồi là từ tốn và có cái gì đấy nó giống kiểu người chín chắn đấy đó. Thì nhưng mà khi em có xem thấy các video, các cái clip chị quay lại chị hát một số bài thì em thấy chị rất là trẻ và rất là xinh, và em cảm nhận chị còn như kiểu là một tiểu thư gì đó, tiểu thư của nhà cũng có rất điều kiện tốt nữa và rất là xinh. Và em thấy chị có như nào nhỉ, em cảm thấy chị có cái gì đấy là nhẹ nhàng này nhưng mà lại lại rất là có gì đấy nó vẫn vẫn còn như kiểu là chưa thể hiện ra hết ấy, cứ thu hút người ta về tìm hiểu thêm. Nhưng mà em cảm thấy như kiểu là thấy chị chắc là chị là người rất là có sức hút với cả rất là nhiều người để ý. Em cũng rất là thích anh Phi vì khi mà em xem video của hai người thì em thấy anh Phi có góc nhìn nó là theo mang tính là lý trí nhiều hơn và anh có góc nhìn phân tích mọi thứ. Thế còn khi em nghe chị thì chị lại có góc nhìn về cái cảm nhận rồi là cái những cái gọi là kiểu là cái trực giác rồi những cái cảm nhận về mình, về cái cảm xúc rồi về các cái vấn đề về tình cảm hay là vấn đề về tâm linh em thấy nhiều hơn ấy. Thì em có thấy rất hay. Thế là em thấy là anh chị như kiểu là một cặp bài trùng, rồi kiểu là một người góc nhìn về mềm mại rồi là nhẹ nhàng và tâm lý, còn một người là góc nhìn là logic, góc nhìn là tính mọi thứ theo góc độ nhìn của sự suy luận rồi sự sự tính toán nhiều hơn đấy. Thế nên là em thấy rất là hay. Thế nên là thì em cũng thấy hơi dài thì em cũng xin là kết thúc là em sẽ xin phép là chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và chúc cho hai anh chị là có thể là tìm được cái niềm vui và cái sự tìm yêu thích của mình trong cuộc sống ấy. Ở ngày trước thì ở ngoài Bắc thì mọi người hay chúc vui vẻ, nhưng mà từ khi em vào trong Nam thì em thấy mọi người hay chỉ chúc là chúc chúc mọi người vui thôi. Em thấy rất là vui vì em thấy rất là hay và em cũng bị ảnh hưởng một chút về văn hóa. Em cảm thấy là cái đó là cái nhìn nó thoải mái, nó đơn giản và nó thực tế hơn ấy. Thì em thì cuối cuối em cũng xin chúc anh hai anh chị là luôn tìm niềm vui cuộc sống và có thể là đạt được những cái mục tiêu mà anh chị mong muốn sắp tới. Em xin phép cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin chào các bạn yêu thích tử vi nha. Hôm nay mình trở lại với việc nghiệm lý lá số tử tử vi. Thì hôm nay bạn Rosie có gửi mình cái bài thông băng của bạn Tạ Minh Hoàng. Thì bạn Tạ Minh Hoàng là rất là dễ thương, bạn tâm sự rất nhiều thứ mà bạn đã chia sẻ về cuộc đời của bạn ấy khá nhiều. Nên những phần em chia sẻ rồi thì anh không có nghiệm lý thêm. Nhưng mà thì anh sẽ nhận thấy những cái mảng nào mà trong cái lá số này được em quan tâm, cái đẹp cái xấu của lá số. Thì trước tiên á, thì khi anh nhìn vô lá số thì ngay cả em á, chắc em nghe tử vi nhiều, tụi anh tâm sự thì em sẽ hiểu được điều là khi nhìn vô lá số anh thấy cái mệnh của em anh sao triệt, thân em anh sao tuần. Thì mệnh mệnh triệt thân tuần thì thấy đời mình vất vả rồi, với là cái cuộc đời mình rất là cực. Nói chung là nửa đầu đời người mình gặp chữ triệt thì sau 30 cái nó có thể nó gỡ ra, thì đó mình có thể thành công được. Thì khi bắt đầu tay vô làm á thì cái thân của mình lại ngộ tuần, có nghĩa là tuần thì sau 30 nó lại xích lại, thì cho thấy là cái đời này của mình, cuộc sống của mình trong cuộc đời này hơi vất vả một chút, nó hơi cực một chút, mọi cái mà mình thành tựu được nó khó hơn người khác nhiều một chút. Nhưng mà chính cái điều đó cho mình thấy một điều là cái con người của mình nó cũng có nghị lực ghê gớm lắm. Những người mà mệnh tuần thân triệt, mệnh triệt thân tuần thì nung nấu cho con người người ta là cái sự gì, cái sự kiên trì, cái bền bỉ.
em đụng việc gì em phải làm tới kỳ cùng chứ em không buông. Thì đó là cái này là mình được cái gì khi mà cái lá số mình bị vậy, thì cái từ sâu trong con người mình có cái cá tính, nghĩa là mình phấn đấu mình đạt cái gì theo tới kỳ cùng không buông. Nhưng mà cái này là tốt, cái này nó tạo dựng cho em được, em đạt được khá nhiều. Thì thêm một vấn đề nữa là ngay trong cái cung mệnh của em nó có trong tam hợp ăn con địa kiếp, mà trong cái thân của em thì em là ăn địa không, mà cái thân của em lại là người mà ăn sao thiên không, và cho thấy đường đời của mình, nghĩa là cái cuộc đời này đi ra đường là làm mình sẽ có vài lần thất bại trắng tay, để sau đó là mình sẽ hiểu được là mình cần cái gì, và từ đó mình sẽ làm ăn nó chắc hơn, là mình đạt được nhiều ở cái đoạn cuối. Thì khi đi đi vào lá số tử vi á, thì em là người gốc Thiếu Âm, mà cái thân lên Thiếu Dương, thì cái suy nghĩ của em á, là luôn luôn là cái thế yếu, nghĩa là mình luôn luôn nhường người khác, nhưng mà khi cái hành động của mình là ở thế mình lấn, thì để ý là khi mà mình muốn mọi chuyện nó êm ả thì mình dùng cái suy nghĩ của mình trước khi cái hành động, mình làm cái gì mình phải cẩn trọng lại một chút. Và khi mình thì hành động mình lấn người ta vậy á, thì cái thiên không đánh phá mình, nó làm cho mình mất, vì khi cái cảm giác mình bị thua thiệt, cảm giác mình không được như người ta, cái đầu mình làm cái gì đó là mình đạt được bằng người ta, thì ở chính cái nơi đó, cái lúc đó mình cảm thấy khổ đau nhiều hơn. Thì ở đây cái yếu tố về đó là trước, ok gì mới đang nghĩ tiếp. Thì em là người tuổi quý, thì tất cả những người tuổi quý là như nhau hết, có nghĩa là lộc tồn sẽ đi cái con triệt, thì có nghĩa là những người tuổi quý thông thường là đoạn đầu đời người ta không khá, nhưng mà cái đoạn sau nó mở ra nó sẽ khá hơn. Thì tiếp một điều là cái thân của em lại ăn thiên không, nhưng cái đoạn sau của em có, nhưng mà nó lại giống như là hiếu công vô lao, có nghĩa là mình khó giữ được cái tiền nên mình phải biết cách. Ok, anh thì anh hướng tới vấn đề tài chính nó rất nhiều, nên anh luận nó thiên về tài chính. Ok, thì mệnh của em ăn 2 sao bố khúc thiên phủ, mà em là người mệnh kim, thì cả 2 con này, một con thiên phủ sinh ra thổ sinh kim, một con là hành kim, nó đồng hành với em, thì 2 con này nó phù em. Mà mệnh bố khúc thiên phủ nhá, là mình rất là giỏi, mà cũng là thiên hành với mệnh kim, mà sao lộc tồn cũng là hành kim, vậy 3 con liên quan đến tài chính gắn cho người em, thì cái bản chất của em khi em nhìn thấy bất kỳ một vấn đề, em đánh giá mọi thứ này, em hãy đặt cái vấn đề tiền bạc lên, em nhìn mọi thứ là qua mắt là coi như là cái vật chất là quan trọng nhất. Tuy là thân của em cư thê, có nghĩa là cái vợ chồng đến với nhau giống như là duyên tiền định, em mong chờ một người yêu thương nhau giống như là 2 người đã hẹn nhau từ kiếp trước đến với nhau, nhưng mà khi mà mình hành động mình nhìn một vấn đề thì mình lại thích nhìn về vấn đề về tài chính trước, mình đặt những cái con số ra đầu, cái này nó tốt. Thì cái mệnh của em ăn sao lộc tồn, và cái thân em ăn hóa lộc phá quân và hóa lộc rất tốt. Em tháng tạo âm tính cái gì và nó ở đó nó ra tiền em làm cũng tốt, có nghĩa là mệnh trời lại cho thêm cái là mệnh lộc tồn thân hóa lộc, đây là một giá số cực kỳ phức tạp, tại vì mệnh tuần thân diệt đã cực rồi, mà trong nó lại có lộc, xong rồi lại trong cái tam hợp đó lại có không kiếp chiếu về giữa mệnh và thân, có nghĩa là cái thế là có rồi lại mất, có lại mất. Thì em để ý này, những người mà thành công trong cuộc đời này họ luôn luôn rơi vào cái thế, nghĩa là họ phải đi từ thất bại thành công, không ai nhảy ra thành công. Thì cái đường đời của em luôn luôn là cái thất bại, mà mỗi lần thất bại em đứng dậy thì em gượng, em đứng dậy em lại phấn đấu hơn, thì em phải đạt một cái gì mà cái lần trước mình thất bại sẽ là một cái kinh nghiệm mà không bao giờ đi lại được, thì em là cái người sẽ đạt được cái điều đó. Thì cái cung quan lộc của anh ăn tử vi thiên tướng, mà tử vi đóng cung quan lộc ngộ thiên tướng cái này, thì chắc chắn đường đời có khuynh hướng khi mà bắt đầu sau tuổi 34 giờ đi em có khuynh hướng làm chủ. À, mà chủ cái gì thì em chưa biết, nhưng con địa kiếp đóng đây cho thấy một điều là cái khởi nghiệp ban đầu rất là khó khăn từ khổ, bởi vì trong túi mình không hề có tiền, và cái việc làm đưa tới là cái lương mình nhận cũng thấp nữa, rất là cực, nên mình phấn đấu mình phải nhảy ra khỏi thoát cái đó, mà càng thoát nó càng xiết vô, nó hơi cực. Nên cái vấn đề mà tử vi thiên tướng này có thể làm chủ được, em có thể làm quản đốc được, có nghĩa là em mới là quản lý được, có nghĩa là vô vị phận thì rất dễ em sẽ nhảy vô cái vị trí mà làm sếp, làm quản đốc này nọ. Lá số này có khả năng, nếu mà đi tới kỳ cùng lá số này có thể em sẽ làm chủ được đấy. Ok, thì anh thấy ở đây á có khá nhiều thứ em cần với cuộc đời em rồi, nên có nhiều thứ anh chỉ lặp lại thôi. Vì ví dụ như em có người là mạnh ăn được bộ có sao lộc tồn này, ăn được tam minh đào hồng hỷ này, rất là tốt, là gia đường có người tương tác, có người khác phái thích mình, giúp đỡ cho mình, đường đời gia đường đời mà mình gặp đào hồng này thì cái việc làm mình rất là thuận thuận chèo mát mái. Ok, thì cung phúc em đã diễn tả nhà em rồi, thì anh không nghiệm về cung phúc phụ mẫu anh không nói, nhưng mà nói về cái đẹp trong lá số tử vi của em nhé,
hay là cung điện. Cung điện em là thế cự cơ một sông Hao rất là đẹp đó. Thì khi mà em biết được cái cự cơ một sông Hao, có nghĩa là trước tiên là mình vô vấn đề về về bất động sản, thì mình làm về nhà đất đi, điện sản thì mình làm vị trí tư vấn cho người ta trước, rồi từ tư vấn hoặc là làm cho cái mảng đó thì mình kích phá ra, mình kinh doanh buôn bán từ trong đó mình đi ra. Thì là đường đời đi càng nhiều càng lâu thì từ đây mình sẽ kiếm được rất là khá. Nên khi mình có tiền, thay vì mình khó giữ được tiền thì mình chuyển sang mình đầu tư về hướng bất động sản sẽ tốt hơn, hoặc là mình có thể mua mượn hay gì đó. Nhưng mà sau khi mình đi mình làm ăn thì cái tiền bạc mới xoay vòng, thì đó mình ra, hoặc là mình chỉ là người đứng ra môi giới giới thiệu làm ăn cho người khác thôi, nhưng mà ở đó mình lại kiếm ra tiền mỗi cái một cái mới. Ok, thì mạnh em còn ăn thêm bộ hình thiêu kiếp nữa, mà em là vũ khúc thì hơi cô độc một chút. Mà thiên hình đánh phá cái thiên tướng của cung Hoa Lộc thì đường đời sẽ một vài lần cái việc làm nó sẽ không như ý, phải chọn đi chọn lại. Và khi mà kích phá đây cái cung điền nó tốt vậy này thì cung tử tức của em cũng đẹp theo. Thì khi về cái hạn em về gặp vòng thái tuế ở đây này thì ăn được cự cơ một sông Hao thì ở cái đại hạn này em sẽ khá lên chút, sẽ khá rất nhiều, âm dương chiếu sáng nữa, thì đại hạn này có thành công bất ngờ. Thì khi mà về cái cung tài của em biết là liêm chinh là sao, con sao nó thiên về tù tinh mà đóng cung tài thì cái tiền bạc mình chất chiêu mình xài nó chi ly lắm, nó khổ lắm, khi mình xài về tiền tiền bạc ra tay ra khỏi con người mình rất là cực. Thế này em phải biết, thì em được trời cho đỡ đi cái cung thạch thất. Cái cung thạch thất của mình thì nó không có chính kinh, nó là nhẹ nên mình bệnh hoạn không có, mà tự bú phụ này đóng vô thì nó rất là tốt. Em mới nhớ là cái người bú phụ như này, con thiên phụ đó là con sao tài tinh nhưng mà nó thiên kiểu như về ngân hàng, con sao bú khúc là con sao về tài tinh nhưng mà nó thiên về kiểu như đầu tư làm ăn. Hai con này đánh phá cái bản chất trong con người em, nó mâu thuẫn cực kỳ. Nhiều khi em muốn vấn đề kiếm tiền ổn định nhưng mà nhiều khi em thích là đầu tư làm ăn mới ra tiền được. Thì cái này là do cái tính của mình, thì từ từ em sẽ tìm được con đường đi của em. Khi mà em về tới hạn 34 thì hiện tại bây giờ em đang nằm ở cái đại hạn thiên không mà gặp phá quân này thì nó tốt, có nghĩa là em sẽ có những ý tưởng rất là hay ở hạn này, nó đưa em tới một cái hướng đi, em có một cái việc làm gì đó mà tương đối là tốt. Nhưng mà đây chưa phải là thời điểm của em ra làm cái gì làm chủ đó, cái này em phải cần phải biết gì đó. Thì anh tạm thời anh nghiệm lý chung chung cho nó vui, rồi anh xin phép gửi trả cái phần nghiệm lý tiếp theo lại cho bạn Đô Xì nha. Rồi, cảm ơn bạn Phi nha. Chào các bạn yêu tử vi, chào lại em Hoàng nha. Đây là cái lá số đầu tiên của sáng hôm nay. Thì sáng chị ngủ dậy chị mới nhìn qua cái lá số của em. Thì thật ra khi mà nghe cái phần ghi âm của em ấy, thì em nói khá dài, chị cũng cắt bớt những cái phần gọi là nó về vấn đề gia đình đi, chị để một chút những cái lời chào thôi cho các bạn cũng được nghe được cái giọng của em Hoàng ấy như thế nào. Thì thôi bây giờ không làm mất thời gian, mình vào luôn cái lá số của em Hoàng ha. Thì em là người mệnh kim mà có bộ vũ khúc thiên phụ đứng tại cung Tý, thì đây là cái đầu tiên mấy bài trước chị hay nói đó, là đây là cái người được cái tam hợp thân Tý Thìn, là cái tam giác kim cương, mà là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình là người ở trong cái thế đứng này thì cái cung xung chiếu của mình chính là cái cung thiên nhi của mình, là sẽ có thất sát độc thủ, tam hợp sẽ có liêm chinh độc tọa, và trong cái cung quan của mình, tam hợp mệnh của mình là sẽ có bộ tử vi thiên tướng. Đó. Thì cái đầu tiên đây là cái người giỏi quản lý tài chánh, nhưng mà tại vì cung quan của mình có con sao địa kiếp mà cung nhi của mình lại có địa không, cho nên đôi khi về vấn đề tài chánh cũng có phần nó trôi nổi, mặc dù mình là người có cái năng lực giữ được tiền. Tính của mình cũng có một cái phần gì đó nó gọi là bảo thủ, mặc dù mệnh mình là có thiên hình hãm nha, nhưng mà mình lại không có cái tính nó quá nóng nảy hay là quá bột chột đâu. Đôi khi mình cũng có những cái tính nó quyết đoán, nhưng mà cái thành công ở đây cũng là nhờ cái quyết đoán đó của mình. Đây là cái tốt, là cái đầu tiên. Thì cái số này của em, nếu mà em có những cái dịp mà làm về kinh doanh á, thì em thử đầu tư vào bất động sản hoặc là môi giới thì cũng rất là hợp với mình. Bản tính của mình thật ra đây là một cái người cũng khá vững vàng, trung thực. Mình cũng khá chú trọng về cái hình thức của bản thân. Thường thì cái hoàn cảnh sống nó không đáp ứng được cái khát vọng của bản thân, cho nên mình hay có những cái biểu hiện nó khinh bạc. Hoặc là cái lời nói, cái cử chỉ của mình nhiều khi nó cũng hơi tùy tiện một chút. Hơn nữa là mình hay cảm thấy mọi thứ xung quanh nó có vẻ nó hơi bị trầm trọng. Mình là người có mong ước cuộc sống có nhiều sắc thái,
Cho nên đây là cái lá số mà những cái người thường phải rời xa gia đình. Nhưng mà khi em rời xa cái tổ ấm của em rồi thì em cũng giống như một con chim được sổ lồng vậy đó. Mình ra ngoài thì mình lại là một cái người đàn ông hoạt bát, mình khá xã giao giỏi, mình lại kết giao được với nhiều cái người khác phái. Nhưng mà bởi vì cái bối cảnh sinh hoạt của mình nó có nhiều cái bất đồng với những cái người ở ngoài, cho nên trong cái vấn đề tình cảm mình cũng có nhiều sôi nổi, nhiều cái dạt dào. Mình hay có những cái cảm giác mơ hồ về viễn cảnh tương lai. Ví dụ như nói kiểu thời đại bây giờ là mình hay kiểu mình mất phương hướng đó. Cái đầu tiên là bản thân của mình, nhiều khi em nghĩ cái tôi của mình nó khá cao. Em là cái người thích giỏi về huyền học nha. Hoặc là nếu mà em thích về vận động á, thì đã rất là tốt với cái lá số của em. Thân mình thì là thân cư thê mà lại có phát quân mà đi chung với hóa lộc. Cung phúc của mình mà có tham lam mà ngộ hóa kỵ. Cung thiên di lại có đào hồng địa không ở trong cái tam hợp sát phá tham ở cung thiên di. Thì cái cách này là đầu tiên nó bản thân của mình nha, là một cái người luôn mong muốn hoặc là mong ước theo đuổi một cái cuộc sống hôn nhân. Ở đây nó gọi là nó có một cái hiện tượng nó dễ xảy ra là yêu đương sớm, có nghĩa là đây là cái anh chàng mà hồi nhỏ là biết yêu sớm, nhưng mà cái mối tình đầu thì khó khi nào mà thành được lắm. Đó là cái điểm đầu tiên. Kế nữa là mình là cái người mà sau này mà em có lập gia đình rồi thì em rất là yêu thương cái người phối ngẫu của mình. Mà ngay cả người nào mà làm người yêu của cái anh này thì cũng rất được chiều, được thương. Mình là một người có tình ý nồng đậm trong tình cảm hôn nhân, mình khó nha, khó giữ được cái vấn đề chuyên nhất. Tại vì nó có nhiều cái tình cảm nồng đậm trong đó, nó có nhiều cái biến động quá. Thì dù là chủ động hay là bị động, mình dễ bị ảnh hưởng như vậy. Cái xảy ra ở đây là chị thấy có khả năng nha, khả năng thôi, là mình sẽ có hai người yêu. Một người thì được ra mặt, một người thì mình giấu đi. Ở đây là chị khuyên trước nha, cái cách này là mình đa tình là mình chuốc lấy họa. Đa tình là khổ lắm. Đấy. Nhưng mà có một cái điểm là tại vì cung phúc của em nó có tham lam không thì chị không có nhắc đến đâu. Nhưng mà tại vì nó có hóa kỵ nằm ở đây nữa, thì chính cái con hóa kỵ đóng cung phúc như thế này, nó thu cái con tham lam lại. Nó có một cái ý tưởng, nó nói cho mình biết là mặc dù có phục binh lưu hà kiếp sát đào hồng hỷ từ ngoài thiên di các kiểu, thì bản thân của em khi mà em đã lập gia đình rồi thì cái chuyện mà để trực đường rầy ở phía bên em thôi nha, thì em suy nghĩ rất kỹ để mới làm, chứ không phải là tự nhiên thấy ai cũng vồ rồi thấy ai cũng gọi là tươm tướp tới đâu. Thì đó là cái con hóa kỵ đóng cung phúc ở cái cách cục này nó lại tốt cho em. Thì chị hy vọng là tử vi nó là cái gì, nó là một cái bức họa, nó phát họa ra cái cuộc đời của mình. Mình thấy được những cái đó để mình tự mình tu, mình sửa, mình suy nghĩ từ bây giờ trước đi. Đó, nó cũng là một cái phước cho những cái bạn nào học mà hiểu được tử vi. Cái cung phúc của mình mà có tham lam hóa kỵ thì cái việc đầu tiên hay nói về vấn đề tinh thần của mình thì mình chủ về vấn đề là mình nhiều khi trong cuộc đời nó không có nhiều cái việc gì nó quá gọi là nó quá lớn, mà mình lại hay cứ bôn ba, cứ hay cứ bận rộn, hay cứ lo lắng. Mà tại vì nó đồng cung với kiếp sát lưu hà phục binh thì nhiều khi nhiều cái việc mình tính toán, mình suy nghĩ nhiều lắm mà sắp thành thì nó lại bị hỏng. Bản thân của mình trong cái cách này thì nếu mà em, tại vì cái cung mệnh của mình có thiên hình, mà cung thân của mình chính là cái cung phu thê lại có hỏa tinh, được tụ hợp hợp những cái sao này, mệnh thì có lộc tồn mà thân thì có hóa lộc đấy, thì nó nói là mình có thể là đầu tiên em có thể làm về kinh doanh. Nhưng mà mình nếu làm về kinh doanh mà những cái nghề nghiệp mà có cái sắc thái đào hoa thì rất là tốt với em. Đó. Và cái nữa là cung điền của mình có thiên cơ cự môn á, thì cái kiểu gì trong cái cách này nha, cái đầu tiên thì các bạn thường hay nói là cự cơ mão dậu buôn bán này kia, nhưng mà thật ra có một cái điểm nó cũng rất là quan trọng, các bạn để ý là những người nào mà cung điền có thiên cơ cự môn nằm ở hai cung mão dậu, cung mão thì tốt hơn cung dậu, một hôm nào mình sẽ nói riêng về cái bộ cơ cự, nhưng mà ở với cái bản chất thật sự nó là cái tranh cãi. Nó là cái sự tranh chấp, nó là cái sự bất hòa trong cái vấn đề điền trạch. Riêng cung điền mà có cơ cự là luôn luôn trong vấn đề bất động sản, ngay cả vấn đề về công việc của mình cũng vậy.
sản nghiệp của mình cũng vậy. Đó, thì thường hay có những cái kiện tụng. Lúc này chúng ta phải xem coi cái tam hợp đó nó có những cái sao gì nó hỗ trợ, nó làm giảm nhiều hay giảm ít. Bây giờ chúng ta tranh chấp, mình tranh chấp rồi chúng ta có được thắng hay không, hay là chúng ta thua, hay là chúng ta còn mất cả chì lẫn chài, là cái đó nó có nhiều cái yếu tố khác. Nhưng mà riêng cái bộ mà thiên cơ cự môn đóng cung điền là các bạn nhớ, cuộc đời kiểu gì kiểu vẫn sẽ xảy ra một số những cái tranh chấp về bất động sản, bất hòa. Ngay cả sản nghiệp của mình nó cũng khó giữ. À, phải dời đổi, ý chị nói là như vậy đó. À, thì khi cung điền của mình mà có thiên cơ cự môn mà đi chung với tuế hư linh hao đó, thì những cái bộ sao này nó khá đặc biệt. Cái đầu tiên chị nói cái hồi nãy là vấn đề tranh chấp, kiện tụng, bất hòa. Nó còn có nói là một điều nữa là bản thân mình cũng hay có những cái dời đổi, những cái thay đổi về nhà cửa. Nhưng mà thay đổi xong rồi thì em lại hay có cái hiện tượng là em hối hận. Ví dụ như em hay nói, biết vậy thôi không đi, ở biết vậy thôi ở chỗ đó luôn không rời đổi nữa. Thì mình hay có những cái vấn đề hiện tượng như vậy xảy ra. Cho nên nếu mà em làm về vấn đề ví dụ như là bất động sản, môi giới cho người khác, giúp đỡ người khác, thay đổi, rời đổi nhà cửa, chọn nhà, chọn cửa, hay di chuyển, giúp cho người khác làm những cái nghề đó, thì chính bản thân của mình cũng đã hóa giải cái cung điền của mình, đó là mình giảm bớt đi những cái kiện tụng, những cái bất hòa trong vấn đề cung điền của mình. Đó thì là nghe mình chọn cái nghề đó luôn thì lại ứng với cái cung điền của mình. Rồi bây giờ chị trả lời qua cái cung phụ mẫu của em. Thì thật ra cung phụ mẫu của em là cung rất là đặc biệt, khi mà âm dương đồng cung ở cung Sửu, cung Mùi, mà lại có hóa khoa kình dương, thì em là cái người đứng ở cung Tý. Cung âm là cung Sửu, thì kiểu gì em từ bé đến lớn á, trong gia đình có thuận có hòa hay không đi nữa vẫn luôn được bố mẹ thương yêu. Những người đóng ở cung Tý là thường hay được cái đó. Cái thứ hai nữa, bởi vì có kình dương cho nên là bản thân của mình với bố mẹ cũng không hạp lắm đâu, không hạp lắm 100% đâu. Bố mẹ mình cũng vậy nha. Thì ở đây nó lại có một cái tính chất cũng khá đặc biệt, đó là nếu mà trong dòng họ của em hoặc là em á, bản thân mình nó có hai cái tên hoặc hai cái họ thì rất là tốt. Đó là mình sẽ có một cái bước ngoặt lớn trong đời mình sẽ thay đổi lớn tốt. Còn nếu mà chưa thì bản thân mình cũng còn có nhiều cái vất vả. Đó, thì cái lá số này là số thấy trong dòng họ bố mẹ hoặc là bản thân của mình phải có hai cái họ hoặc hai cái tên. Có một cái điểm nữa cũng khá thú vị luôn, chị nói luôn ở đây, thì cái cung thê thiếp của em á, với cung phụ mẫu nó có những cái hiện tượng là sau này cái người phối ngẫu của mình nó không có hòa thuận lắm với bố mẹ mình nha, gọi là hay bất hòa với nàng dâu đó. Bây giờ nhìn qua cung phu thê cho em một chút. Mình là cái người mà thân cư thê, mà thê của mình thì lại có phát quân được đồng cung với hóa lộc. Thì thực ra phát quân nó rất là ái mộ con sao hóa lộc đi chung với nó. Nó giúp cho con phát quân này nó có nhiều cái khả năng phát huy được cái tính gọi là độc lập, phát triển tốt của cái người phu thê của mình, cũng như là nửa đời sau của mình. Nhưng mà tại vì nó chủ về hôn nhân cho nên là nó gặp nhiều cái sóng gió, cho nên kiểu gì em cũng có những cái trở ngại trước khi lập gia đình của mình. Mình hay bị dèm pha hoặc là bị áp lực gì đó nó không thuận lợi lắm. Mình cũng là cái người mà có duyên với cái người khác phái nha. Nhưng mà nếu mình gặp ai á, mà họ đã từng có một lần gian dở về vấn đề hôn nhân, hoặc bản thân của mình cũng không được trọn vẹn về vấn đề hôn nhân một lần á, thì hai bên gặp nhau á, thì cách này nó lại tốt hơn. Cái nàng dâu này cũng không thuận lợi lắm với cái phần phụ mẫu của mình. Bố mẹ mình cũng không thuận với cái cô dâu mà mình lấy. Thì thôi thì sau này thì trong cuộc sống gia đình thì nếu mình ở xa bố mẹ mình thì cũng có chuyện đó, chị nghĩ nó cũng không tới nỗi nào, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình là cái người sẽ lấy được một cái cô vợ. Đầu tiên cái cô này là cái người biết ăn ngon mặc đẹp, rất là tân thời, đó là cô vợ của mình, có đầu óc buôn bán làm ăn tốt, khôn ngoan hơn người, là cái con sao phá quân mà đi chung với hóa lộc mà đồng cung có những bộ sao như thế này. Vợ chồng mới gặp nhau ở phương xa. Ví dụ như em ở một nơi, em đi vào sinh sống một nơi khác, rồi em gặp cái người phối ngẫu của mình là đúng số. Hai bên gặp nhau yêu nhau và lấy nhau chớp nhoáng rất là nhanh, không có để lâu. Thì trước khi lấy mình thì cô này cũng là một người có một cái tiếng tăm gì đó, có nghĩa là cũng là một người có tiếng ở trong một cái lĩnh vực nào đó, là cái cách mà cái người phối ngẫu của mình. Người vợ mình là người rất là thẳng thắn nha, rất là trực tính, không thích bị gò bó đâu. Thì chị thấy ở em với cái người phối ngẫu của mình nó có nhiều cái đối lập nhau. Ví dụ em mà cái người mà hơi bảo thủ thì cô này lại cái tính ngược lại. Em mà nói chậm thì cô này cực kỳ nói nhanh. Em mà từ từ suy nghĩ rồi từ từ mới làm thì cái cô này là thấy ngay là phải bốc ngay. Đó là cái người phối ngẫu của mình. Đấy.
Thì thật ra trong vấn đề hôn nhân gia đình ở cái lá số của em chị chỉ khuyên một câu thôi, là nếu mình thấy cái người kia giỏi quá rồi, hoặc là mình thấy cái người kia nó đã biết nó làm gì thì thôi mình để một người làm chủ thôi. Một rừng thì không thể nào có hai cọp được nha, đó là như vậy. Còn không thì chia hẳn ra, từ từ nhà đi vào trong là của em, từ ngoài nhà đi ra ngoài là của anh, thì thôi. Đó nghĩa là vợ chồng phải có một cái sự gọi là thỏa thuận với nhau như thế nào thì khỏi tránh được những cái hỏa tinh, những cái vấn đề gọi là gây gỗ với nhau. Đó. Thì đó là lời khuyên riêng cho cái lá số của em về cái phần phu thê. Và bây giờ chị nói về cái hạn này một chút. Thì hiện bây giờ là em đang ở nằm trong cái hạn từ 23 cho đến 34. Thì cái hạn này của em sẽ là cái hạn phá quân tam hợp thiên không đấy. Thì cái hạn này nếu mà nóng lòng mà tiến thủ thì dễ bị áp lực. Nên cái hạn này là chị phải nương theo thời thế thôi. Cái hạn này mà hạn gọi là bỏ cũ lập mới, tại vì phá quân ngũ hóa lộc mà, thì phải cẩn thận đầu tư, dễ bị tai nạn bất ngờ, ngay cả vấn đề bệnh tật cũng phải cẩn thận nha. Cái hạn thứ hai của em là cái hạn đến cái năm mà 34 về cung tự tức đó, cái hạn nó mới tốt. Nếu mà em có mưu tính gì dời đổi nhà cửa hay các kiểu là cái nợ hạn 34 có thể mua được thêm bất động sản, ngay cả vấn đề mà gia đình mà sinh con đẻ cái cũng hạn nó cũng rất là tốt đó. Thì nếu mà cái hạn bây giờ nếu mà muốn lấy vợ thì cũng ok, tại vì nằm trong cái tam hợp sát phá tham mà tam hợp thiên không thì luôn luôn lại có những cái biến cố về vấn đề tình yêu tình ái là nhiều lắm. Đấy. Cho nên là những cái năm từ 24 cho đến bây giờ là em chị luôn luôn nghĩ đến cái vấn đề kết hôn rồi. Không nhắc thì cũng đã có. Chưa lấy thôi là tại vì có khả năng là vì có những cái vấn đề nó chưa có được thuận. Nhưng mà những cái năm sắp tới thì chị thấy màu sắc đào hoa cũng rất là nhiều. Và nhất là những cái hạn từ 34 trở đi là những hạn phát triển rất là tốt. Rồi cuối cùng là chị hy vọng là chị trả lời được hết tất cả những câu hỏi của em Hoàng. Chúc em có một cái năm thật là vui và nhiều cái bình an. Chào em.